ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với những giai điệu, nhịp điệu rộn ràng sống động của màn trình diễn lễ hội đường phố. Và trước khi đến với màn trình diễn này, ban tổ chức xin thông báo về thứ tự của các đoàn chúng ta sẽ diễu hành như sau ạ. Đầu tiên là xã Đắc Xú, tiếp theo là xã Đắc An, thứ ba là đoàn thị trấn, thứ tư là đoàn xã Đắc Dục, thứ năm là đoàn xã Phở Y, thứ sáu là đoàn xã Đắc An, thứ bảy là đoàn xã Đắc Nông, cầm cái dây iPhone, và thứ tám cầm cái dây sạc iPhone, tức là cái cục pin dự phòng ở chỗ bàn máy tính đang đứng ngay bây giờ. Sau khi ban tổ chức chỗ bàn âm thanh á, chỗ làm âm thanh ngay chỗ góc công tác hướng dẫn thì chúng ta sẽ trình diễn theo góc ngay chỗ trường á, là xã Đắc Xú, thứ hai cứ lên đến cổng đi, gọi lên đến cổng đi, gọi điện, thứ ba là đoàn thị trấn, thứ tư là đoàn Đắc Dục, thứ năm là đoàn Bờ Y, thứ sáu là đoàn Đắc An, thứ bảy là đoàn Đắc Nông. Ở bên hông cái bàn máy tính, bên hông cái bàn máy tính nhìn được xuống có một cái dây, cái cục sạc với cái dây iPhone luôn. Mỗi đoàn chúng ta sẽ sắp xếp thành 4 hàng. Đúng rồi, ở bên hông, ở bên bàn hông bên trái của cái bàn máy tính, bên trái, bên dưới, nhìn bên dưới, bên trái nha. Màu trắng á, cái dây sạc iPhone á. Đúng rồi, cái cục nó luôn, với cả cái có cái sạc dự phòng nữa. Đúng rồi. Cầm luôn cái chân máy luôn nhá, cầm cái chân máy, cả cái gimbal luôn. Những màn cổng chiêng đã nổi lên và phần diễu hành đường phố đã bắt đầu. Sau khi các đoàn của đoàn nghệ nhân đã diễu hành thì xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, ban tổ chức và tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ cùng đồng hành với các nghệ nhân ạ. Chúng ta sẽ có những màn diễu hành thật là sống động tại lễ hội đường phố huyện Ngọc Hồi năm 2023. Là cái hành trình diễu hành. Đầu tiên là các đoàn nghệ nhân sẽ đi theo cái thứ tự. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với các đội công chiêng trong màn trình diễn lễ hội đường phố. Màn trình diễn của chúng ta đã bắt đầu rồi ạ. Đang dẫn đi là đội nghệ nhân của Đắc Xú. Vâng, phía trước sân khấu lúc này là... Và mình chỉ đứng ở đây và anh chị các bạn có thể thấy được toàn bộ nghệ nhân sẽ đi qua ống kính chỗ này, góc này. Là đơn vị đi đầu ạ. Vâng, đã có rất nhiều khán giả, chúng ta đã đồng hành cùng các đoàn nghệ nhân. Một không khí lễ hội đang diễn ra, hết sức vui tươi và phấn khởi. Và đây là hành trình của ok, nhiều anh xử lý điện. Cứ quay đi nhá, tí nữa gặp nhau sau. Ok. Và tiếp theo là đoàn nghệ nhân xã Đắc An.
của thị trấn Pleikon. Đội nào nhá? Thị trấn à? Vẫn thị trấn là thị trấn đông quá nhỉ? Đông mà. Vẫn là thị trấn. Cần huy động một lực lượng nghệ nhân rất là đông. Tiếp theo là đoàn nghệ nhân xã Đắc Dục. Nghệ nhân xã Đắc Nông.
Tiếp theo là đội nghệ nhân xã Sa Lô. Thank you.
Còn đấy. Mất ngủ thì mất ngủ. Không rồi. Không, mình không.